Em chào các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái chai B1. Chai này thì mọi người hay gọi là B1 Đài Loan. Chai này thì nó là một cái chai có xuất xứ từ Hoa Kỳ và được sản xuất công ty Liquinox là ở Đài Bắc. Cái phân bón B1 Đài Loan này thì công dụng chủ yếu của nó là tăng cường sức sống cho cây. Đấy, có thể là có sử dụng cái thuốc này quanh năm được, không phải là riêng vào mùa nào hết. Thì cái này thì nó cũng rất hiệu quả khi mà chúng ta ngâm sản phẩm, những cái cây trồng mà ngâm bằng thuốc B1 này, xong rồi là mình ngâm xong rồi thì mình cho ra mình trồng ạ, thì nó rất là tốt. Như các loại lan kiếm hay là một số những loại phi điệp mà anh chị cắt khúc nhân ki, chúng ta cũng thể là pha loãng cái này ra để chúng ta ngâm ngâm để cho nó phát triển, sau đó nhất là trồng nó phát triển tốt hơn, nó có dinh dưỡng. Cái này thì có nhiều cách sử dụng, có thể là tưới vào gốc hay phun lên lá cây, dùng ngâm hạt giống rất là tốt. Cái này thì như mọi người cũng chắc cũng nhiều người sử dụng cái loại này rồi. Cái này thì có thể dùng được cho nhiều mùa mưa hay mùa nghỉ của cây là vẫn sử dụng được. Cái này thì nó giúp cho kích thích tăng trưởng bộ rễ để cho cái cây nó có sức khỏe và sức đề kháng tốt hơn. Nó sẽ có sức khỏe, sức đề kháng tốt thì nó sẽ chống lại các loại bệnh tật, các loại bệnh, và cái cũng có thể giúp cho nó chống sốc khi mà cây nó ra hoa, bởi vì thường khi ra hoa nó sẽ bị tốn rất là nhiều dưỡng chất, nó sẽ bị chúng ta cần cung cấp cho nó thêm dinh dưỡng để cho nó đỡ bị khủng hoảng. Đấy, nó như kiểu là anh chị hay gọi là chống sốc. Đấy. Cái loại này thì nó giúp cho cái cây nó có màu sắc, như cũng như thân lá màu sắc nó có được đẹp hơn. Như mọi người nhìn thấy ở chai B1 này thì người ta cũng ấy đấy, cũng có cái hình hai cái lá cây của nó, lá vàng và lá xanh ấy, thì nó cũng giúp cải thiện cái cây nếu như nó bị vàng lá. Thì khi mà nó cải thiện được cái cây bị vàng lá thì nó sẽ giúp cây khỏe mạnh hơn và nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thì như cái này thì mọi người hay sử dụng là khoảng 1cc cho 2 lít nước. Đấy, anh chị có thể tưới trực tiếp vào gốc của những cái cây như cây to, như cây bóng mát, có thể là dùng như vậy. Thì 1ml cho 2 lít đấy thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cho những cái hoa lan. Anh chị phun chúng ta phun lên đều trên các bề mặt của lá cây, kể cả dưới gốc cây cũng nên phun, bởi vì dưới gốc cây thì nó cũng có rễ mà, thì nó ăn qua đấy anh chị ạ. Cái này thì anh chị sau khi tưới thì cũng có thể là tưới rửa qua nước để cho những cái mà còn đọng, tàn dư nó đọng ở những cây kẽ lá thì nó tưới rửa đi nó sẽ đỡ hơn, còn không thì nó sẽ hay bị đọng những cái cặn bẩn ở đấy, thì nó sẽ lâu thì nó sẽ sinh ra nhiều cái nấm bệnh, sẽ ảnh hưởng đến cây. Anh chị muốn mua sản phẩm cũng thể liên hệ số điện thoại 0826111000 để được tư vấn thêm và mua sản phẩm. Còn anh chị có thể tham khảo thêm các loại thuốc khác trên kênh Thiên Đình Ngàn Hoa để mọi người được tìm hiểu rõ hơn, cũng như nhiều loại B1 khác anh chị nhé. Còn đây là chai B1 Đài, anh chị tư vấn thì mới liên hệ thêm. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Em chào các bác, cảm ơn các bác.